tiên tri Isaiah. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta phải lòng về người. Ta bằng thần trí ta cho người, người sẽ xét xử chư dân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nhan tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt trên đền còn khói. Người trung thần đem lại lễ công bình, người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đạt công lý trên địa cầu. Vì trong đảo mong đợi lề luật người, ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, đã lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành nhà bước của dân và nên ăn sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi từ những người bị xử xích, đưa ra khỏi những người ngồi trong tối tăm. Đó